Xin mời anh em đã quay trở lại với channel review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc Orange Star Moonfire, một dòng sản phẩm cao cấp của nhà Orange Star. Để nhắc tới Orange Star thì anh em đã biết ngay rồi, một dòng sản phẩm cực kỳ là đẹp và rất là đẳng cấp trong cái phân khúc dòng sản phẩm cao cấp của nhà Orange. Những dòng sản phẩm đến từ Nhật Bản thì Orange Star là một trong những cái dòng sản phẩm khá là được ưa chuộng, và hiện tại đây là dòng sản phẩm Orange Star Moonfire, dòng sản phẩm có thể gọi là cao cấp nhất của nhà Orange đó. Và nhưng mà chính ngày hôm nay là dòng sản phẩm đời mới luôn các bạn nhé, đời mới đựng trong một chiếc hộp da là rất là đẹp. Em này là dòng Moonfire với thời gian sử tốt 50 giờ thì nó sẽ là, đối với thế hệ cũ thì nó đã có sự cải tiến về máy rồi đó, nó chỉ có tích cóc 40 giờ thôi, nhưng mà đối với thế hệ mới này thì nó đã tích cóc lên là 50 giờ rồi. Nhưng mà chính ngày hôm nay thì là phiên bản Orange Star Moonfire với cái phân khúc là trắng kim xanh, đó là một trong những cái dòng sản phẩm mà mình rất là thích các bạn, rất là thích luôn. Anh em thấy không, cái bộ kim xanh nung được làm phải nói là rất là đẹp và huyền diệu. Đó, kim power reset này, kim giờ, kim phút, kim giây và kim lịch ngày, góc small seconds ở góc 6 giờ thì nó cũng làm kim nung xanh tất cả luôn, nổi bật trên tông nền đeo màu trắng. Và đeo màu trắng này thì nó sẽ chia làm hai phần, phần ngoài cùng và thể hiện những cọc số La Mã rất là đẹp. Ở bên trong là nó sẽ thể hiện những cái vân này là vân đặc trưng của nhà Orange Star với những cái chữ S, chữ S như những con mắt này các bạn. Đây, được làm phải nói là cực kỳ là tinh tế đó. Rồi góc 9 giờ sẽ là open heart quen thuộc, góc 6 giờ thì anh em sẽ để ý sẽ thấy có hai cái chức năng là thể hiện là lịch ngày và lịch Moonfire. Cái lịch ngày này thì anh em kéo ra một nấc nha, kéo ra một nấc xoay chiều lên thì anh em sẽ chỉnh được cái lịch ngày. Thì là một trong những cái chiếc mà vừa sở hữu tính năng là lịch báo lịch mà vừa thiệu tính năng là open hết, thì cái nhà sản phẩm nhà Moonfire Orange Star phải nói là rất là ok rồi. Còn cái ô lịch Moonfire thì anh em điều chỉnh bằng cách là anh em ấn vô cái nút ở dưới góc 4 giờ đây, anh em sẽ có lấy một cái que ấn vô sẽ anh em sẽ điều chỉnh được cái lịch tuần trăng, lịch Moonfire đây. Thao tác cũng khá đơn giản nha, trăng rằm và trăng khuyết thôi đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đo phần cây size này cho anh em xem. Cây size em này thì nó sẽ là size 41 đấy các bạn, 41, độ dài ra tay là khoảng tầm là 13.2, và chiều dài lấp xu lấp em này nó sẽ rơi vào là 48 nhé, 48.4 này đó, rất là ok. Bây giờ mình sẽ lên tay thử chiếc Orange Star Moonfire thế hệ mới này cho anh em xem và cùng chiêm ngưỡng, rất là đẹp. Lên tay phải nói rất là sang các bạn, anh em thấy không? Sở hữu một cái sợi dây được làm khá là chất lượng, mềm, ôm tay, cùng với thiết kế mặt phải nói là đẹp hơn rồi luôn. Thì anh em sở hữu chiếc Orange Star Moonfire này thì phải nói là không còn gì phải chê nữa, một trong những dòng phải nói cao cấp nhất của nhà Orange, rất là đẹp. Đây mình có cổ tay là 16 các bạn nha, hơn 16, như anh em có cổ tay khoảng tầm là 15.5, 15.6 đổ lên, thì lên tay chiếc này là rất là đẹp, vừa vặn và đẹp mắt. Đó, trắng kim xanh thì luôn luôn là một trong những phân khúc mà nó là bán cực kỳ là chạy hàng, không riêng gì sản phẩm này đâu. Rồi, về mình sẽ zoom lại cho anh em xem nè. Đó, zoom lại cho anh em xem. Cái phần kim em này được làm rất là đẹp luôn, xem đi xem lại không chán các bạn. Đó, kim giờ, kim phút, kim giây, kim lịch ngay được làm đông xanh đẹp hoàn hảo luôn. Mặt đai ô thì được làm màu trắng bạc. Cọc số được cọc số La Mã. Kim dây kim giờ kim phút sẽ là kim này là kim lá liễu các bạn nha. Logo Orange Star Automatic góc 3 giờ và dòng chữ S đặc trưng của nhà Orange Star. Dưới này là dòng chữ Span, thông số của máy F7M6, một trong những cái máy cao cấp nhất của nhà Orange Star. Và màu sắc của sản phẩm nha. Đó. Rồi các chi tiết lúc nãy thì mình đã có giới thiệu rồi. Bây giờ mình sẽ xoay phần bên hông cho anh em xem. Bên hông em này thì có độ hoàn thiện phải nói là rất là ok. Các chi tiết sẽ được hoàn thiện dạng phay bóng, từ phần lớp, phần vỏ, phần nấm, tất cả đều được phay bóng, độ hoàn thiện cực kỳ là cao. Đó, cái phần nấm sẽ có logo chế đặc trưng của nhà Orange Star. Đó, đây là nút chỉnh lịch Moonfire.
Rồi bên hông và tiếp theo là nắp lưng. Em này thì sẽ là nắp thiết kế dạng hờ máy hoàn toàn, em thể ngắm nhìn được của máy Orenstar F7M6 đó, F7M6 với 22 chân kính và trữ cốt là 50 tiếng. Cái cổ máy này thì là cổ máy nâng cấp lên từ cổ máy 40 giờ tích cốt, thế là tiền nhiệm đó, rất là đẹp. Dây thì cũng sẽ được trang bị một sợi dây có độ rộng dây là dây 20 đó, dây 20 được làm rất là mịn. Dây này thì là dây da bò cực kỳ là chất lượng và cái độ hoàn thiện của nó rất là cao đó. Trên này sẽ được dập vân cá sấu này đó, và kết hợp đó là một chiếc khóa bướm quen thuộc của nhà Orenstar có khắc logo ở đây. Ok, quay trở lại với nhà chính ngày hôm nay, Orenstar Moonfire. Em này thì có mã số là RKAI0101S đó. Thì đối với mã số quốc tế thì của em nó thì nó sẽ là REAI01011 các bạn nhé. Còn mã số nội địa sẽ là RKAI0101S. Giá retail rất là cao, gần 200.000 yên các bạn. 200.000 yên. Rất là cao. Và hiện tại thì mức giá mà Citywatt đem về cho anh em chiếc này thì phải nói là rất hấp dẫn luôn. Giá chỉ đâu đó liên quanh khoảng tầm là hơn 22 triệu thôi. Giá phải nói rất là tiết kiệm luôn. Nếu anh em nào mà chưa sở hữu được em Orenstar Moonfire thế hệ mới này đó, thì hãy liên hệ ngay số là mình là 0938 777 244, họ thấy như tin qua Zalo thì mình tư vấn để sở hữu em Orenstar Moonfire trắng kim xanh này ngay. Rất là đẹp, cực kỳ là sang trọng luôn. Anh em nào thử lên tay hoặc là đặt mua để thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp tuyệt vời và tuyệt đỉnh của em Orenstar Moonfire REAI0101S này. Và một chi tiết nữa chính là phần kính, mặt kính em này anh em sẽ thấy là mặt kính sẽ được phủ AR chống lóa các bạn nha. Kính Sapphire được phủ AR chống lóa cực kỳ là cao cấp đó, chính xác sai số phải nói là tuyệt vời. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của Citywatt nha. Hãy ấn like, subscribe kênh để có thể xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.